Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga ra đòn quyết định tại quốc Kiev tổn thất lớn. Quân đội Ukraine nguy kịch ở Selidovo. Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo ở phần phía nam của Donetsk, làng Katerinivka. Nói riêng hiện đang bị tranh chấp gay gắt. Theo các nguồn tin Ukraine, cuộc tấn công ở Kharkiv cũng đã bắt đầu. Tình hình của quân đội Ukraine ở Selidovo vẫn rất nguy kịch và lực lượng Moscow đang tấn công từ nhiều hướng. Ngoài ra còn có hoạt động ở sườn phía bắc của Kupiansk và quân đội Nga đang tiến về tuyến đường tiếp tế quan trọng H-32. Tại khu vực xung quanh sông Oskil, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã gần tới bờ sông. Một số xe bọc thép đã được phát hiện trong làng. Tình hình đang diễn ra có lợi cho Nga khi cuối cùng họ đã cắt mặt trận Kupiansk thành hai nửa Bắc và Nam. Sau 3 tuần giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow đã đột phá qua tuyến phòng thủ của đối phương theo hướng Kurakov và giành quyền kiểm soát làng Zhuzhen. Ukraine tổn thất lớn ở Kursk. Lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho đòn quyết định hạ gục quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Từ đầu tuần, quân đội Nga đã bắt đầu đẩy đối phương ra khỏi vùng Kursk với sức mạnh mới. Tình hình của lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn không chỉ bởi tổn thất lớn về quân số, mà còn bởi những cú ra đòn thành công của Nga, tước đi hết đầu cầu này đến đầu cầu khác của đối phương. Lực lượng Moscow đã buộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 quân đội Ukraine phải rút lui khỏi quận Gruzkovki, giành lại Novoivanovka và Nidovo, đồng thời tiến hành chuẩn bị bao vây đối phương ở phía bắc đoạn Novoivanovka, Marianovnia. Đồng thời, quân đội Nga đang phát triển cuộc tấn công vào Chasovka, mỏ Block 9 ở phía nam thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Việc chiếm lĩnh khu vực này cùng với áp lực liên tục trong tiểu khu Ostibaki sẽ giúp cho lực lượng Moscow nhanh chóng hạ gục các đơn vị đồn trú của đối phương. Quân đội Nga hiện chỉ còn cách Kupiansk 4 km. Chính quyền Ukraine bắt đầu ồ ạt sơ tán dân thường, cũng nói lên sự chuẩn bị của quân đội Ukraine cho trận chiến ở thành phố này. Trên mặt trận quốc, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực và một số khu vực khác, lực lượng Kiev lại cố gắng vượt qua biên giới. Tại quận Glukhovo gần Volfino, một nhóm bộ binh Ukraine đã vượt qua biên giới Nga nhưng đã bị phát hiện và phân tán bởi hỏa lực pháo binh. Ở quận Korenovo, giao tranh vẫn tiếp diễn, tình hình ở phía nam Lyubimovka vẫn bị che khuất bởi sương mù chiến tranh. Trong địa giới hành chính của khu định cư, Ukraine đã sử dụng UAV có hệ thống xác định mục tiêu tự động. Về phía quận Susa, giao tranh vẫn tiếp diễn, không quân và pháo binh Nga đang hoạt động tại các khu định cư bị đối phương chiếm giữ, cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được tiến triển nào. Giao tranh dữ dội ở Kupiansk, Pokrovsk, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Về hướng Kupiansk, quân đội Nga đang tiến vào Grudyakivka và các cánh đồng ở phía đông với giao tranh dữ dội đang diễn ra. Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Selidovo, nơi giao tranh với phía nam thành phố. Ở Donetsk, quân xung kích Nga đang chiến đấu ở vùng ngoại ô Kharkiv và đã tiến vào vùng lân cận Zelenodru. Trên hướng nam Donetsk, quân đội Nga có thành công về phía tây Vodiana và phía bắc của Vuneda. Lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi một số vành đai rừng. Nga không chấp nhận Ukraine vào NATO dưới mọi hình thức. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Lebensia cho biết tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là không thể chấp nhận được đối với Nga. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Lebensia phát biểu hôm 21 tháng 10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine do các nước phương Tây đề xuất. Việc Ukraine trở thành viên NATO ở bất kỳ bố cục lãnh thổ nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và sẽ không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào. Ông Nebenzia cũng nói thêm, không thể bỏ qua các mối đe dọa đối với an ninh của Nga khi chưa phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, tình huống xung quanh việc tống tiền hạt nhân từ Kiev một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt được thực hiện sau các mối đe dọa hạt nhân tương tự từ lãnh đạo Ukraine là cách đúng đắn duy nhất.
không thể loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta nếu không phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Moscow coi việc NATO mở rộng về phía đông, đặc biệt là kịch bản kết nạp Ukraine, là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, nhưng đến nay chưa được chấp nhận. Giới chức NATO cho biết một ngày nào đó liên minh chắc chắn sẽ kết nạp Ukraine, nhưng không phải là bây giờ. Quân đội Ukraine bị nguy hiểm trên tiền tuyến. Chuyên gia tổ chức nghiên cứu Viện RISI của Anh nhận định lực lượng vũ trang Nga đang có một chiến lược hiệu quả nhằm đạt được đà tiến ở Ukraine, giành quyền kiểm soát các cứ điểm và thành trì của Kiev. Trong khi đó, ông cho rằng Ukraine đang rơi vào tình thế khó khi mà lực lượng của họ đang bị kéo giãn khắp mặt trận. Trong suốt mùa hè, thì Nga đã tạo ra được một số lợi thế đáng kể so với lực lượng Ukraine, cho phép họ đạt được những tiến triển chậm nhưng chắc chắn xuyên qua các tuyến phòng thủ của Ukraine, ông Wailing nhận định. Bằng cách khai thác những thách thức về nhân lực của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, Nga đã đạt được những thành quả dần dần trong vài tháng qua, ông giải thích. Vào nửa đầu tháng 10, lực lượng Nga đã giành được Volenda và xâm nhập vào Torez. Cùng với việc kiểm soát các thị trấn quan trọng xung quanh thành trì Pokrovka của Ukraine, những thành quả này cho thấy Nga đang thiết lập một công thức hiệu quả để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Kiev, ông nhận định. Theo nhà phân tích người Anh, lực lượng Ukraine đã bị kéo căng một cách nguy hiểm. Hiện tại, họ phải triển khai quân trải dài trên một tiền tuyến 1.000 km và việc tuyển quân và huấn luyện không thể bù đắp được số thương vong ở các đơn vị tiền tuyến. Chuyên gia này cho rằng kết thúc xung đột theo những điều kiện thuận lợi, trước tiên Ukraine phải ổn định mặt trận, giành được đòn bẩy tối đa đối với Nga và có được sự đảm bảo an ninh từ đồng minh. Ông Wailing nhận định, theo tình hiện tại, Nga dường như tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine về mặt quân sự. Vì vậy, Nga sẽ không dễ dàng chấp nhận đàm phán nếu các điều kiện của họ không được thỏa mãn. Trong khi đó, Ukraine không chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra, dẫn tới việc viễn cảnh thương lượng hòa bình vẫn còn rất mơ hồ. Ông nhận định, nguồn cung cấp pháo binh, đạn dược, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đã cạn dần. Càng thiếu các loại thiết bị và vũ khí chủ chốt này, họ càng phải phụ thuộc vào bộ binh để giữ tiền tuyến, dẫn đến sự gia tăng thương vong, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Nga dường như đang áp dụng cách đánh tiêu hao, bào mòn năng lực của đối thủ. Họ dùng hỏa lực áp đảo để phá hủy mục tiêu đối thủ, đưa quân vào từ nhiều hướng khác nhau để buộc Ukraine phải lùi về phía sau. Lợi thế chiến trường hiện tại của Nga dựa trên yếu tố quan trọng. Số lượng hệ thống phòng không chiến thuật của Ukraine đã giảm dần. Kho tên lửa đánh chặn đang ở mức thấp. Điều này cho phép Nga dùng UAV giám sát từ trên không liên tục để quan sát diễn biến mặt trận. Chuyên gia Anh ước tính Nga hiện có từ 1.000 đến 1.300 UAV trinh sát tầm xa trên lãnh thổ Ukraine mỗi ngày, cung cấp cho Nga dữ liệu nhắm mục tiêu có giá trị. Các đơn vị Nga sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các hệ thống phòng không của Ukraine. Nếu Ukraine cố gắng tiến lên phía trước, Nga sẽ tấn công phá hủy hệ thống pháo binh của Kiev ở phía sau. Mặt khác, việc Ukraine tập trung lượng lớn quân sự ở quốc lãnh thổ của Nga đang gây ra bất lợi cho Kiev khi mà họ để lộ ra nhiều điểm yếu trên hàng phòng thủ ở Donbass mà Moscow đã tích cực khai thác trong thời gian qua.